Buổi sáng ngày hôm nay, bị cáo đã được nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo chưa? Dạ, thưa quý tòa có ạ. Bị cáo bị Viện Kiểm sát tỉnh Điện Biên truy tố về mấy tội? 5 tội ạ. À, tội thứ nhất là tội gì? Giết ạ, người. Tội giết người, tội thứ hai là tội gì? Bắt cóc người ạ. Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tội thứ ba là tội gì? Tội hiếp dâm ạ. Tội thứ ba là tội hiếp dâm. Tội thứ 4 là tội gì? Tội thứ 4 là tội cướp tài sản. Tội thứ 5 là tội gì? Tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đúng không? Bây giờ bị cáo khai rõ hành vi phạm tội của mình nhé. Thưa quý tòa, bị cáo bị oan ạ. À, tức là bị cáo bị oan đúng không? Oan như thế nào là oan? Oan là bị cáo bị ép cung. Bây giờ trước hết hội đồng xét xử hỏi bị cáo có mâu thuẫn gì với các bị cáo khác trong vụ án này? Thứ nhất, Lường Là. Thứ hai, Lường Hùng. Bị cáo có mâu thuẫn gì không? Thưa quý tòa, Lường Hùng trước tết bị cáo có đánh, ăn trộm gà và điện thoại của bị cáo. Tóm lại là có mâu thuẫn đúng không? Đúng, cấm đi qua cổng nhà bị cáo bắt được bị cáo lại đánh tiếp. Rồi, mâu thuẫn là mâu thuẫn cái gì? Ăn trộm gà của bị cáo này, ăn trộm điện thoại của bị cáo này. Rồi, dừng lại. Bị cáo cho rằng là bị oan đúng không? Vâng ạ. Thì sau đấy thì cả hội đồng ý thì Công và Toán và Vương Văn Hùng đi xuống Trần Mường Thanh. Toán và Phạm Minh Nhiệm ở nhà Công đợi khoảng 30 phút. Sau thì thấy bị cáo thấy Bùi Văn Công đi ô tô lên, chỉ có một mình Bùi Văn Công, còn Toán thì không thấy. Thì Toán ở Công có bảo là khoảng 17 giờ hôm sau thì lên nhà tao tụ tập rồi đi. Đến 17 giờ ngày hôm sau thì bị cáo đi lên nhà Công thì gặp Nhiệm, Đường Hùng đang ở nhà phòng khách. Nhà Công thì bị cáo Công có mang ma túy cho các bị cáo sử dụng. Sau khi sử dụng xong đến 17 giờ cùng ngày thì Công bảo là đi thôi. Cái việc mà nhận hay không nhận mà trong cái quá trình thực nghiệm điều tra nên nó phải hoàn toàn phù hợp. Tại làm sao một cơ quan điều tra phải thực hiện điều tra là cái việc khai báo của các bị cáo nó phải hoàn toàn phù hợp với cả thực tế khi các bị cáo thực hiện cái hành động, quá trình đi xe như nào, vòng như thế nào, xuống bắt giữ như thế nào, đưa lên đường xe như nào, thực hiện hành vi sử dụng rồi là thứ tự hiến dâm như thế nào, hoàn toàn phù hợp. Bị cáo có thấy trong quá trình thực hiện đấy có đúng như vậy không? Bị cáo không được thực hiện một tí gì hết cả. Thế sao trong quá trình thực nghiệm điều tra bị cáo thực hiện rất chi là phù hợp và không phải phù hợp với cả cái hành động của bị cáo mà còn hoàn toàn phù hợp với các bị cáo khác? Cái đấy là như nào? Đổ oan cho bị cáo hết ạ. Còn bị cáo nói thật, bị cáo không bao giờ bị cáo đưa người về nhà mà giết người trong nhà, vứt vào đất em gái mình cả. Xe bị cáo mới mua, bị cáo không bao giờ làm cái trò đấy. Như chủ tọa phiên tòa cũng đã giải thích rồi, cái quyền mà bị cáo chối tội đấy là thuộc một trong những cái quyền của bị cáo, đúng không? Nhưng mà với những cái bằng chứng cũng như cái chứng cứ, các lời khai cũng như quá trình thực hiện điều tra, đặc biệt là liên quan đến cái dấu vết của nạn nhân để trên thùng xe trùng hợp với cả cái dấu vết máu của nạn nhân, tất cả các chứng cứ đó đã làm toát lên và có cơ sở khẳng định chắc chắn. Việc cơ quan điều tra quan điểm viên cũng như viện kiểm sát đã truy tố bị cáo về 5 tội danh là hoàn toàn có căn cứ. Ở ngoài lần về bị cáo bị truy tố về 5 tội như viện kiểm sát công bố tại bản cáo trạng ngày hôm nay thì bị cáo còn bị xét xử về một tội danh nào khác không? Là về ma túy ạ. À, tội về ma túy, bị cáo bị xét xử về tội gì? Mua bán ma túy thì cụ thể bị cáo mua bán khối lượng là bao nhiêu? Bị cáo có nhớ không? Bị cáo bị xét xử như thế nào về cái hành vi mua bán đó? 20 năm. 20 năm. Bị cáo tham gia mua bán cùng với những ai ở của cái vụ án đó? Bị cáo nói thẳng bị cáo không cảnh để mua bán mà cái này là mối cung bị cáo nhận ôm hết. Viện kiểm sát truy tố về tội nào là không đúng? Này. Về
tội hiếp dâm giết người là không đúng, bắt cóc người ạ, bắt cóc người cũng không đúng. Thế tội nào thì tôi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thế cơ quan công cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên mà khi khám xét nhà ấy, thì thu giữ ma túy ở đâu? Ở giường bị cáo ạ. Thu giữ là cái loại ma túy là chất gì? Dạ, bị cáo chỉ biết là đấy là viên hồng phiến ạ. Ai mua về? Bị cáo mua về ạ. Mua của ai? Bị cáo mua thằng ở Cổng Bản ở đâu ạ? Ở đâu? Cổng Bản Nam Hung ạ. Cổng Bản Nam Hung? Dạ. Mua về để làm gì? Mua về bị cáo sử dụng ạ. Thế bị cáo ngoài bị cáo sử dụng ra còn có cho ai sử dụng nữa không? Không ạ. Không cho ai sử dụng nữa? Vâng. Thế còn việc kiểm soát truy tố tội nào không đúng nữa? Còn ngoài tội khác là không đúng. Tội khác là tội nào? Tội hiếp người hiếp dâm ạ. Tội bắt cóc người ạ. Là không đúng? Vâng. Tòa đã nghe rõ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay chưa? Bị cáo thấy lời khai của Lương Văn Lãn, Lương Văn Hùng tại phiên tòa ngày hôm nay thế nào? Như vậy là hoàn toàn đúng không? Hoàn toàn chính xác đúng không? Thì bị cáo có được bàn bạc trong cái việc mà đi bắt cóc Cao Mỹ Duyên không? Có. Bị cáo khai ra đi, khai không? Cháu ơi. Sáng ngày 29 Tết rồi, làm gì? Buổi chiều lên nhà công có một chút việc. Chiều nhiệm có lên không? Có. Lên thì bàn bạc như thế nào? Cuộc tập bên là không được đi bắt bán đào ở Cồng Thanh.